Điều kỳ diệu sau lớp vỏ táo này là gì? Đó là dầu gội Lifebuoy hương táo mới với công thức đặc biệt dành cho trẻ em da đầu tết ngứa, tóc mềm mại dễ chải cùng hương táo tự nhiên thơm mát. Thơm quá. Con tôi giờ thích lắm, chúng gội đầu thường xuyên hơn. Tôi thật sự an tâm vì con tôi luôn được Lifebuoy bảo vệ. Mình cũng vậy. Dầu gội Lifebuoy hương táo mới, phương pháp vệ sinh chăm sóc cho cả gia đình.